Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Bản Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái căn nhà nằm trong hẻm 114 đường Bông Sao ha. Hẻm 114 bắt đầu đường ghi là 53 nhưng mà hẻm 114 là hẻm sau lưng mặt tiền của đường Bùi Anh Trực luôn nha. Đó, hẻm này thông tùm lum, bên đây ghi 51 rồi. Đây ghi 51, bên đây ghi 55. À, bên đây thì ghi 55 Bông Sao ha, ghi tùm lum hết trơn à. À, không biết sao nữa. Nó đầu đường này thì ghi cái bảng là 53 Bông Sao ha. Rồi đây thì ghi hẻm 114 Bông Sao nữa nè. À. Đầu đường đó đối diện với cái quán lớp mẫu giáo Barbie, lớp mẫu giáo Barbie ha. Đó, lớp mẫu giáo Barbie ngay trong đầu đường Bông Sao. Mình rẽ trái chừng khoảng chừng 20 mét là tới đường tới đường Bùi Minh Trực rồi nha. Rẽ phải là đi về cầu, rẽ phải là mình đi về cầu Tạ Quang Bửu. Ở đây thì ghi hẻm 114 nè. Ở đầu đường thì ghi hẻm 53 Bông Sao. Thì hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở trong hẻm 114 này. Căn nhà này chiều ngang là 2m31 và chiều dài là được 16m rưỡi nha. Nhà mình được xây dựng một trệt, ví dụ mình xây mới thì xây dựng được một trệt với ba lầu giống như căn này. Thấy ở cái ông hẻm này thì có chỗ ghi là 114, có chỗ ghi là 53, có chỗ ghi 51 luôn. Cái chiều dài giống như nhà này nè. Đó, cái căn ở chỗ này 114 sạc 28A ha. Đó, chiều ngang của căn nhà này là 2m31 và chiều dài là chiều dài nhà mình là 16m rưỡi nha. Đó, hẻm trước nhà thì khoảng 2m mấy, gần 3m thôi. Hẻm này thẳng thông qua bên kia luôn là đường Bùi Minh Trực. Nó quẹo phải cua cua lên bên phải qua đường Bùi Minh Trực ha. Căn nhà mình đây một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Diện tích đất được công nhận là 38m, sổ hồng luôn ha, 38m5 nha. Nhà có giấy chủ quyền hồng luôn, mua bán sổ hồng với công chứng sang tên đó. Trước nhà mình nè, đối diện thì xây nè, lộ giới là mình bị vô khoảng 2m nha cô chú anh chị, dài 16m rưỡi thì bị lộ giới vô khoảng 2m ha. Còn là xây dựng là 14m rưỡi, xây dựng được một trệt ba lầu giống như mấy căn này. Đi thẳng ra anh kia là cua lơi bên trái là mình ra đường Bùi Minh Trực luôn nha. Cái nhà từ đây, từ phía cái cột điện này, miếng nhà này nè, qua đến hết cái nhà bên kia luôn, tới số nhà 49 sạc 8 á. Tại ở đây nó ghi 49 rồi 51 rồi 53 rồi 55 tùm lum hết trơn. Mình xây mới thì xây giống như những căn này ha, dựt vô vô ớt nha. 16m rưỡi thì mình xây dựt vô còn là 10, mình xây dựt vô là còn 14m rưỡi nha. Nhà thì chủ nhà cũ còn đang ở nên mình không có quay bên trong được, nên Vũ Hồng chỉ giới thiệu cái đầu hẻm cho cô chú anh chị bạn xem thôi. Căn này chủ nhà đang kêu là 2.950.000.000, giá này còn thương lượng ha. Thì cái đường này đi thẳng lên kia là cua lơi qua đường bên đường Bùi Minh Trực luôn nha. Căn nhà là căn này nè, đó, hẻm trước nhà nè ha, và căn nhà mình là căn này nha. Đó, chiều ngang từ bên đó đó qua bên đây qua hết cái cột này nè, tới cái cột này nè, màu xanh này là của mình, tới hết bức tường đó luôn nha. Đó, bức tường hết nguyên cái hàng rào lưới sắt này, trước có cây khế nè. Đó, nhà mình hiện tại là một trệt với hai lầu ha. Chủ nhà đang kêu bán là 2.950.000.000 nha. Nhà thì đúc bê tông cốt thép luôn ha. Đó, nhà khu nhà lầu cao ráo không à. Nó mình xây mới thì xây cao giống như căn này nè. Đó, chiều ngang là 2m31 và chiều dài là 16m rưỡi nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà thì chủ đang kêu là 2.950.000.000, giá này vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. 114 sạc 28A đường Bông Sao, thông qua hẻm Bùi Minh Trực luôn. Đó, cô chú anh chị coi lại một lần nữa, Vũ Hồng đi qua bên kia ha.
nhà mình địa chỉ đây ha. Địa chỉ nhà mình nè. Dài vô là 16 mét rưỡi đó nha cô chú anh chị. Rồi mình đi vòng qua đây cho cô chú anh chị về xem nha. Hẻm này cũng rộng mà. Đó, cái căn nằm kế căn giữa bự này với cái căn cao đó đó. Cái căn có cây khế nha cô chú anh chị. Rồi mình đi tiếp ra đây ha. Ghi hả, chỗ ghi hẻm 114, cái chỗ ghi 48, 47 tùm lum hết trơn. Đây ghi 47 bông sao, rồi đầu đường thì ghi 53 bông sao. Nhưng hẻm này là đúng 114 nè, đây ghi 53, 53 đường Bùi Minh Trực nha cô chú anh chị. Đây là hẻm 53 đường Bùi Minh Trực. Như vậy là chính xác của căn nhà này là hẻm 114 đường bông sao thông qua hẻm 53 đường Bùi Minh Trực nha cô chú anh chị. Đó. 53 đường Bùi Minh Trực ha. À, nhà mình là chiều ngang là tới chiều ngang là được 2m31 và chiều dài là 5, chiều dài là 16m rưỡi nha. Giá bán là 2 tỷ 950 ha. 2 tỷ 950 triệu nha. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc chú Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Chú Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn xem nhà ha.